Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Hoa Kỳ và có hai vụ kiện tụng tưng bừng khói lửa thưa quý vị. Thứ nhất, đó là vụ kiện của ông cựu tổng thống Donald Trump kiện người cháu Mary Trump và kiện tờ báo New York Times về những câu chuyện mà ông cho là đã gây thiệt hại cho tài sản của ông, thưa quý vị. Những câu chuyện về thuế má mà do tờ báo New York Times này đã đăng và câu chuyện của cô cháu Mary Trump đã đăng nói xấu về ông Trump, thưa quý vị. Đó là cái đơn kiện ở Dutchess, quận Hạt và được đâm đơn vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Thì sau đó 3 ngày, ngày 24 tháng 9, thì cô cháu gái Mary Lee Trump đã đâm đơn kiện ngược lại ông chú Donald Trump, thưa quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng tôi xin kể đầu đuôi để cho quý vị khán thính giả khắp nơi có thể hiểu được câu chuyện. Câu chuyện này là một cái câu chuyện rất dài và chúng tôi cũng đã đăng tin và bình luận trước đây, thưa quý vị. Thì quý vị nhìn thấy trên màn hình là cô cháu gái với một cái cuốn sách nổi tiếng là Mary Trump, tiến sĩ. Cô này là tiến sĩ về tâm lý học, thưa quý vị. Và tựa đề là Too Much, Never Enough. Tức là quá nhiều nhưng mà không bao giờ đủ. Thì đây là một cái cuốn sách nói xấu về ông chú Donald Trump, thưa quý vị. Thì đây là một sự thù hận trong gia đình rất lâu đời. Chúng tôi xin thưa là như vậy. Từ cái đời ông nội của cô này, tức là bố của ông Donald Trump bây giờ, thưa quý vị, là cựu tổng thống Donald Trump. Thì ông cựu tổng thống Donald Trump có một người anh là ông Fred Donald Trump Jr., tức là ông Fred con, và ông Fred bố, tức là bố của ông Donald Trump, là một cái người mà có thể nói là kinh doanh, thưa quý vị, và có một cái tài sản cũng khá là khổng lồ. Và có thể nói rằng ông anh của ông Donald Trump, tức là ông Fred Jr., ông Fred này thì vì có bố là một thương gia giàu có cho nên ông không thích theo nghề thương gia mà ông lại thích đi học làm phi công, lái máy bay, thưa quý vị. Thì đó là cái nghề chính của ông Fred Jr. Và việc này thì khiến cho ông cãi lời với ông bố. Và ông bố tức giận khi mà làm di chúc thì ông bố tước đi cái tài sản của ông anh cả. Và ông bố tin tưởng rằng cái cậu con trai út là Donald Trump, tức là cựu tổng thống Donald Trump bây giờ, là có một cái ý hướng và một cái thiên tài, tài năng về vấn đề kinh doanh, về vấn đề thương trường. Cho nên ông nghĩ rằng là nếu chuyển giao cho gia tài cho con út là Donald Trump thì sau này gia đình, đại gia đình sẽ phát triển. Vì ông nhìn ra được là ông Donald Trump có những cái tính tình quyết liệt, táo bạo và thích vào đầu tư mạo hiểm. Nói chung là như vậy. Và ông cho trong cái phần di chúc là nhiều hơn, thưa quý vị. Có thể nói là chiếm gia tài rất lớn trong cái gia tài của ông bố ông Donald Trump để lại. Và ông bố của ông Donald Trump mất đi, và sau đó thì ông Donald Trump thừa hưởng một cái số tiền khổng lồ lên tới hàng chục triệu đô la, ngoài cái số tiền đầu tiên là 14 triệu đô la được giao cho ông Donald Trump. Thì có thể nói rằng khi đó thì đã có cái sự tranh chấp khi mà bố ông Donald Trump mất năm 1999. Thì bên phía dòng con của con cả là rất tức tối, trong đó có cô cháu là Mary Trump, rất tức tối, thưa quý vị. Bỗng nhiên trở thành nghèo khổ so với ông Donald Trump, ngày càng thăng tiến và tiến dần tới tỷ phú đô la.
Thì đó là ông dòng cả và con cả trở thành những người rất bình thường. Chẳng hạn như cô Mary Lee Trump là phải đi học và trở thành một tiến sĩ về tâm lý học. Có thể nói là đi kiếm sống một cách bình thường, không thụ hưởng được cái gia tài đồ sộ khổng lồ từ ông nội để lại. Và việc này khiến cho gia đình lục đục thôi quý vị. Từ năm 1999 tới 2001 thì mới giải quyết được việc tranh chấp tài sản của ông nội của cô Mary Trump để lại thưa quý vị. Và sau đó thì đại gia đình đồng ý là cất giấu cái di chúc, coi như là đóng kiện và coi như là khóa sổ, coi như là vụ việc xong thưa quý vị. Ai được phần nấy thì ráng mà chịu. Tuy nhiên chúng tôi nói rõ là gia đình của ông anh cả rất tức tối vì họ phải chịu cái phần thiệt hại rất nặng nề khi mà bố của họ, tức là ông nội của cô Mary Trump, đã dành hết phần lớn tài sản của mình cho ông Donald Trump. Thì có những sự tranh chấp nói rằng ông Donald Trump đã rủ quên ông Fred Trump để mà cù tiền, rồi dụ dỗ, rồi nói ngon nói ngọt đủ thứ, cái chuyện trong gia đình rất xào xáo. Thì đó là cái sự thù hận của bên gia đình ông anh cả. Thì cô Mary Trump cũng đã viết một cuốn sách, và cuốn sách có thể nói ngay lập tức trong vòng vài ngày đầu số bán lên tới gần 1 triệu đô la chỉ vì mà nói xấu ông Trump, thì thiên hạ nhà qua mua thưa quý vị. Đặc biệt ông Trump là đương kim tổng thống lúc bây giờ và là cựu tổng thống sau này. Nói chung là cô cháu cũng biết cách kiếm tiền. Thì cái vụ việc không dừng ở đó, mà vào tháng 10/2018 thì tờ báo New York Times với bà phóng viên đã tung một loạt bài nói là ông Trump trốn thuế nước Mỹ, xin thưa là như vậy. Và quý vị còn nhớ là câu chuyện là tung ra là ông Donald Trump chỉ đóng thuế có 1 đô la mà thôi. Vụ việc lập tức gây xôn xao khắp nơi ở nước Mỹ vì một ông đương kim tổng thống mà chỉ đóng thuế có 1 đô la, tìm đủ mọi cách trốn tới trốn lui, cuối cùng không đóng thuế đồng nào hoặc chỉ đóng tượng trưng 1 đô la. Một cái câu chuyện khủng khiếp như thế. Thì ông đương kim tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ cho người đi điều tra và đã mướn một tổ hợp luật sư thưa quý vị để điều tra vụ việc. Và cuối cùng thì ngày 21 tháng 9 vừa qua đã bạch hóa và đã trở thành một cái hồ sơ kiện dài 27 trang và chúng tôi sẽ đưa lên cho quý vị khán thính giả vài trang. Hiện nay thì chúng tôi có đầy đủ hồ sơ nhưng mà không có thời giờ để mà đưa lên hết cho quý vị khán thính giả khắp nơi. Chúng tôi chỉ đưa ra như là một cái bằng chứng về việc mà nói có sách, mắt có chứng thưa quý vị. Thì có thể nói rằng những phóng viên kỳ cựu của tờ báo New York Times này từ lâu họ cũng đã nghi ngờ là ông cựu tổng thống Donald Trump và lúc bây giờ là đương kim tổng thống Donald Trump có những vấn đề trốn thuế, những tin đồn, những rumor, những hearsay này nọ, thì họ mới tìm cách lân la làm quen với gia đình ông Donald Trump. Và từ từ thì họ biết được là có cái sự thù hận giữa hai gia đình, giữa hai đại gia đình, ông anh cả và ông em Donald Trump. Thì họ mới tìm cách móc nối với cô cháu Mary Trump rồi quý vị. Thì câu chuyện là từ đó mà xảy ra. Thì cái bà phóng viên của New York Times là tên là Greg, Sander Greg, là người móc nối với cô Mary Trump và tìm mọi cách để hướng cô Donald Trump bằng cách là moi tài liệu của ông Trump, tìm cách làm thế nào mà lấy được tài liệu thuế của ông Trump. Thì họ bàn mưu tính kế theo như cái
bản cáo trạng 24, xin lỗi 27 trang mà đã nộp tại tòa án, thì bên phía ông luật sư của Donald Trump cho biết rằng là cô Mary Trump lúc đầu thì rất lo sợ vì sợ rằng là làm những cái việc phi pháp, thưa quý vị. Có thể nói là hoàn toàn là nếu mà lấy tài liệu của người khác thì là phi pháp, không có được sự đồng ý của thiên hạ. Tuy nhiên, bà phóng viên Sandra Grech thuyết phục là cô hãy tìm cách liên lạc lại với vị luật sư, tức là Fritz, luật sư Fritz là cái người mà đã giải quyết cái sự tranh chấp tài sản của gia đình ông Trump khi xưa, tức là năm 1999 tới 2001 như tôi có nói ở phần lúc đầu, thì liên lạc với vị luật sư đó và để mà xin sao chép tài liệu, thưa quý vị, giống như một vụ hình sự là đi tìm cách sao chép toàn bộ hồ sơ tranh chấp lúc bây giờ. Thì cô Mary Lee Trump hoàn toàn có khả năng đó vì cô là một phần trong cái sự tranh chấp vào lúc bấy giờ. Cô là cháu ruột của ông chú Donald Trump, là con của ông anh cả, thưa quý vị. Và trên màn hình đây là bản hồ sơ nộp ở tòa, và quý vị thấy là ông Donald Trump là người nguyên đơn thưa kiện cô Mary Lee Trump và tờ báo New York Times với bà nữ phóng viên Susan Gregg, nam phóng viên David Basto, phóng viên Russell Butner, vân vân, John Doe 1 tới 10, ABC Corporation từ 1 tới 10, tức là với ý đồ thưa kiện các công ty và các người khác ngoài ba phóng viên mà được nêu ra trong cái bản cáo trạng này, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng vụ kiện này ngay lập tức xôn xao vì thứ nhất liên quan tới ông cựu tổng thống Donald Trump, một người rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ, và thứ hai là kiện đòi lên tới 100 triệu đô la, thưa quý vị. Có thể nói là một vụ kiện lớn. Thì trở lại cô Mary Trump tìm cách lân la với luật sư Fritz, và bên phía ông Trump cũng đã đánh hơi được là có cái sự nào đó đang đào bới, xỉa xói, moi móc hồ sơ thuế của ông, thì ông mới cảnh cáo cho người, cho luật sư gửi thư cảnh cáo đến với luật sư Barnoff của cô Mary Lee Trump. Tuy nhiên sau đó thì bên phía cô Mary Lee Trump bằng một cách nào đó đã lấy được hồ sơ thuế của ông cựu tổng thống Donald Trump. Và trên màn hình thì quý vị thấy trong cái phần thứ 106 thì đòi bồi thường 100 million dollars, 100 triệu đô la, thưa quý vị. Thì có thể nói cái vụ kiện này chưa phải là một cái vụ kiện vu khống và phỉ báng đối với cô Mary Lee Trump, mà phía ông tổng thống Donald Trump cho rằng là có cái sự gọi là phá vỡ hợp đồng, coi như là đã có những cái giao kèo giữa hai gia đình, và trong cái giao kèo nói rằng nếu mà người nào mà tìm cách phá vỡ hợp đồng bằng cách là tung tin, lấy những cái thông tin mật, thông tin gọi là bí mật của hai gia đình thì sẽ bị chế tài, thưa quý vị. Tuy nhiên trong cái hợp đồng đó thì cũng không nói rõ là sẽ bị chế tài như thế nào, nhưng mà chỉ nói một cái câu chung chung là nếu mà các thành viên trong gia đình mà lấy những tài liệu hoặc là những thông tin mật về các vấn đề tài chính, kinh tế, nợ nần liên quan tới vấn đề tài sản tranh chấp, địa ốc tranh chấp, vân vân, thì sẽ bị chế tài theo pháp luật một cách chung chung thôi, thưa quý vị. Và trên màn hình là sau 3 ngày thì cô Mary Trump cũng thưa kiện ngược lại, thưa Donald Trump, thưa Marianne Trump Barry, thưa
cái người mà điều hành cái quỹ địa ốc của gia đình Robert Strum, vân vân. Nói chung là thưa qua thưa lại thưa quý vị, thì có lẽ cô cháu cũng chẳng có gì sợ, vì trong cái giao kèo và điều khoản của hai gia đình thì chỉ nói một cách chung chung là nếu mà có cái sự bẻ kèo hay là bế kèo hay là lật kèo thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng mà cũng không nói rõ pháp luật nào, bị chế tài như thế nào không rõ ràng. Do đó mà cô Mary Lee Trump lách luật, tìm cách thủ đắc cái bản sao của hồ sơ thuế của ông cựu tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, vì cô cho rằng là trong những điều khoản trong hợp đồng thì chẳng thấy có cái câu nào nói rằng sẽ chế tài bị ở tù hay làm cái gì mà phải bồi thường tới 100 triệu đô la, mà chỉ có một cái câu rất chung chung là sẽ bị chế tài theo pháp luật, vân vân, chấm chấm. Thì đó là một cái lỗ hổng trong cái giao kèo giữa ông cựu tổng thống Donald Trump và gia đình của ông Fred Trump. Điều này khiến cho cô cháu sau khi tham khảo, tham vấn với luật sư riêng đã quyết định đưa một phần tài liệu cho ba vị phóng viên báo chí và của tờ New York Times, quý vị, và sau đó thì câu chuyện được bùng lên khắp nơi. Tuy nhiên phía ông cựu tổng thống Donald Trump cho rằng là những cái hồ sơ đó đã được diễn dịch một cách méo mó, một cách không trung thực, và vụ kiện này thì chưa dẫn đến một cái vụ kiện về phỉ báng mạ lị hay vu khống, thưa quý vị, mà chỉ tập trung vào vấn đề là cô Mary Trump đã phản kèo, lật kèo, bể kèo, bẻ kèo, vân vân. Breach of contract, đó là cái nội dung của cái vụ kiện 27 trang này. Thì có thể nói rằng vụ kiện này là chứng tỏ rằng là nội bộ của gia đình ông Trump hiện nay đang xào xáo rất lớn, một phần cũng vì đồng tiền, thưa quý vị. Gia đình ông anh cả thì sống một cách bình thường, không có gì làm giàu có, mà gia đình ông em út Donald Trump thì càng ngày càng có tiền vài tỷ đô la, khiến cho gia đình ông anh cả tức tối nổi điên, thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện và những cái sự phanh phui của cô cháu trong cái cuốn sách có thể nói rằng làm cho phía ông Trump tức tối. Và phía ông Trump vừa tức tối và ông cũng cho rằng là bị thiệt hại về thanh danh, về uy tín, từ đó dẫn tới thiệt hại về tài sản kinh doanh, thiệt hại về vấn đề mà làm ăn. Do đó từ những cái thiệt hại về làm ăn, thiệt hại về thực tế, thiệt hại về khấu hao vô hình chẳng hạn, như vậy có những cái vấn đề hoàn toàn là vô hình mà không thể khấu hao được, thưa quý vị, cho nên là mơ hồ. Tài sản tự nhiên bốc hơi chẳng hạn như từ 4 tỷ xuống còn 2 tỷ trên thị trường chứng khoán, thì không biết là cái tài sản đó bốc hơi là vì những bài báo người ta tung ra hay là từ cuốn sách của cô Mary Trump tung ra. Do đó là tổng thống Donald Trump tức tối ngay cái lúc mà được tung ra năm 2018, thưa quý vị. Tuy nhiên lúc bấy giờ thì ông tổng thống Trump cũng nói rằng là do ông bận công việc làm tổng thống cho nên ông chưa có thời gian để nghiên cứu hồ sơ để mà kiện tụng. Nhưng mà bây giờ sau khi hết làm tổng thống, bây giờ ông trở thành một người thường dân bình thường, có nhiều thời gian, cho nên là ông đã tham vấn với luật sư của ông và quyết định đâm đơn kiện cô cháu và ba vị phóng viên của tờ New York Times. Thì đó là câu chuyện sùm linh tinh trong những ngày qua ở Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiện đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp đời. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe, viết comment status để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.